Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, là từ ngày 19 cho tới ngày 23 của tháng 8. Các thông tin sẽ được đề cập. Đầu tiên là lãnh sự quán đã có đưa ra yêu cầu cập nhật lại số passport hoặc là hộ chiếu mới vào đơn DS-260. Thông tin thứ hai là các diện ép chờ lịch hẹn phỏng vấn tháng 10. Thông tin thứ ba là cập nhật lịch nghỉ lễ của lãnh sự quán và lịch hẹn phỏng vấn lại R2A và diện K1 hôm phu hôn thề. Và thông tin thứ tư là tiếp tục cập nhật lịch phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin về di trú đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ đã có yêu cầu cập nhật lại số thông tin passport mới vào đơn DS-260. Hiện tại thì lãnh sự quán Mỹ đã bắt đầu yêu cầu các hồ sơ có làm hộ chiếu mới hay còn gọi là passport thì phải cập nhật lại thông tin vào đơn DS-260 trước ngày đi phỏng vấn ít nhất là 5 ngày. Lãnh sự quán đã có gửi tin nhắn yêu cầu cho một số hồ sơ sẽ có ngày phỏng vấn trong tháng 9 là bắt buộc phải bổ sung các thông tin này. Và hiện nay thì đối với các hồ sơ nào không nhận được yêu cầu của lãnh sự quán thì chúng ta nên chủ động liên hệ với lãnh sự quán để yêu cầu họ mở ra đơn DS-260 để chúng ta cập nhật. Đây là quy định mới của lãnh sự quán vừa mới đưa vào áp dụng. Và nếu như không thực hiện thì lãnh sự quán họ có thể từ chối không cho phỏng vấn hoặc là yêu cầu chúng ta bổ sung vào đơn DS-260 sau ngày hẹn phỏng vấn. Chi tiết về lưu ý mới này của lãnh sự quán thì Điệp cũng đã có chia sẻ riêng qua video clip này. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem lại trong video clip này, Điệp đã có nói rõ cụ thể hơn để không làm mất nhiều thời gian của cô chú và các anh chị chúng ta coi xong trong phần bản tin di trú này. Thông tin về di trú kế tiếp là các diện ép đang chờ thực hiện phỏng vấn dành cho tháng 10. Trong tuần sau cũng là tuần cuối cùng của tháng 8 thì rất có khả năng là lãnh sự quán họ sẽ có thêm một đợt phát thực hiện phỏng vấn. Nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị chúng ta đã đủ hai điều kiện là đã hoàn thành xong 6 bước với trung tâm Visa NVC và đã đáo hạn với lịch visa thì chúng ta nên thường xuyên vào hệ thống để kiểm tra hồ sơ cũng như là soạn sẵn trước các giấy tờ đem theo khi đi phỏng vấn. Và đặc biệt là chúng ta nên lưu ý kiểm tra lại các thông tin nơi sinh trên hộ chiếu và giấy lý lịch tư pháp số 2, coi có trùng khớp với nơi sinh trên giấy khai sinh hay không. Bởi vì nếu như mà không có trùng khớp thì lãnh sự quán họ sẽ không cho chúng ta phỏng vấn. Và thông tin kế tiếp là lịch nghỉ lễ 2 tháng 9 này của lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Theo lịch nghỉ lễ tại Việt Nam thì lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ họ cũng sẽ nghỉ lễ vào bắt đầu từ cuối tuần sau là họ sẽ nghỉ 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 cho tới hết ngày 3 tháng 9. Và sẽ bắt đầu quay ngược trở lại làm việc là từ ngày 4 tây tháng 9, có nghĩa là thứ Tư. Thì nghĩa là lãnh sự quán họ sẽ nghỉ là thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba. Thông tin về di trú kế tiếp là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A về diện K1. Đối với lịch hẹn phỏng vấn lại, hiện tại trên hệ thống thì lịch hẹn của lãnh sự quán hiện nay còn các ngày trong tháng 10 thôi.
Đây là loại lịch hẹn dành cho các hồ sơ đã từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức của lãnh sự quán gửi, hoặc là trong ngày phỏng vấn thì không đem đầy đủ giấy tờ, cho nên lãnh sự quán họ yêu cầu là về đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới trên hệ thống. Ở lịch phỏng vấn dành cho diện K1 hôm phu hôm thầy, các ngày hẹn của diện K1 hiện nay trên hệ thống đã được đặt kín hết tháng 10 và không còn ngày hẹn nào trống. Còn lịch bổ sung giấy xanh R2A? Trên hệ thống hiện tại lãnh sự quán vẫn đang còn tiếp tục mở chỗ dành cho tháng 9. Đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng vào gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hẹn phỏng vấn chính thức, và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật. Và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều. Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn, là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán, và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo trung tâm visa NVC đã cập nhật bảng thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo cập nhật tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, diện B1, B2 du lịch và công tác thời gian chờ hiện nay rất ngắn, chỉ có 3 ngày là có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 6 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ là 7 ngày. Còn cập nhật tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, visa diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 29 ngày. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên thì thời gian chờ là 16 ngày. Và các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ hiện nay là 6 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.